Rồi chào mấy anh em ha. Hôm nay lu bu quá, không có quay chim bán cho mấy anh em. Nói chung bán cũng bán không gợi lu bu quá, bán toàn mấy anh em là mình mấy anh em quen biết không à. Không có đăng bán gặp chim. Hiện nay anh rảnh ra đăng bán với gặp chim nha anh em. Gặp chim này thì hôm nay để nó lớn. Cặp chim này thì khoảng 3 tháng ngoại anh em ra cườm này. Thì dòng này dòng chiêu gù anh em, dòng chiêu gù. Chim ra cườm nè. Thì chim này to con anh em, thì một chim này thì bố mẹ thì một anh em. Thì cặp này giọng là thổ đồng nha anh em, giọng thổ đồng rất hay, bố mẹ rất hay, nói chung là bố mẹ rất hay, bố đánh rất hay nha, gù rất là khá nha anh em, mua đi đánh gù rất là khá. Thì cặp này mình để giá 4 triệu nha anh em nào có nhu cầu thì cứ alo ha. Thì chim này cũng lớn cũng nhiều rồi, thì mình đang bán ha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Thì hôm rồi mình không có đăng tại vì có những cái chim mình bán nhiều khi anh em không kêu đăng đó nên mình không đăng anh em đó. Rồi anh em có nhu cầu alo ha. Thì cách thức giao dịch thì chuyển tiền rồi mình chuyển xe nha anh em. Đây, cặp này mua cho anh em vài tháng là chơi ok ha. Đây mình có đeo vòng để bảo hành cho mấy anh em nữa ha. Đó. Yeah. Mình bật cho anh em xem ha. Cặp này thì 218 nha anh em, 218. Số 218. Rồi ha, anh em có nhu cầu thì alo mình ha, mình sẽ để số điện thoại với màn hình ha.